xin chào bạn. Chào bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Tư Khải TV. Ủa, tên mình ngày nay là anh Tư thấy thiếu sao á, còn sĩ đâu? Em sĩ đi học rồi anh ơi. Học thêm rồi hả? À. Sao dạo này tên mình học thêm quá trời bạn ơi. Thôi thì bây giờ còn nhiêu thì mình sẽ xài nhiêu đi. Ủa cha, anh đang quay đất gì cha? Bây giờ là mấy đứa ý tưởng gì không? À, lâu rồi chưa ru rê, em tự đi ru rê đi anh Tư. Đúng rồi. Ru rê hả? À. Bạn Tư nghĩ nắng nóng thế này cá chắc không có sống nổi rồi ru rê. Thôi, tạm thời là ngày nay mấy anh em mình là sẽ không đi ru rê với bạn. Mấy anh em mình sẽ ngừng thời gian để cho cá phát triển thật nhiều. Mấy anh em mình sẽ quay lại chủ đề đó. Thì ngày hôm nay anh Tư sẽ thông báo cho mấy đứa biết. Ngày hôm nay anh Tư sẽ làm quà clip rất là đặc biệt luôn. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục xây nhà nữa. Ủa trời. Hả? Bữa cha xây nhà 2 tầng rồi, nay xây nhà nữa là xây kia sao cha? Đúng. Trời ơi, tụi con á là không có hiểu ý cha rồi. Bữa mình làm ở trên bờ phải không? Là cái tay nghề của mình nó làm trên bờ là thượng thừa các bạn ơi. Nói chung á là mình chưa có từng trải nghiệm. Bữa nay em biết rồi. Sao? Bữa là trên bờ phải không? Trời, làm đọt cây đúng thôi. Đọt cây là dễ rồi. Bây giờ anh Tư sẽ làm nhà mà các kỹ sư chưa có ai làm luôn. Làm nhà gì anh Tư? Hay là anh Tư làm nhà dưới lòng đất hả? Sai luôn, dưới lòng đất vẫn dễ làm hơn. Có một chỗ rất là khó làm luôn. Đâu anh Tư? Ở dưới nước. What? Nhiều người làm lắm anh Tư ơi. Ai làm? Em cũng không biết. Trời, nói chuyện về vốn thôi à. Đó các bạn ơi, thì ngày hôm nay mình thông báo bạn nha. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình nói chung sẽ trải nghiệm một ngày. Sẽ xây một căn nhà 4 tầng ở dưới nước cho bạn xem. Ồ, cái này này không được rồi. Tư xây nhà ở trên mặt đất á, xây nhà cho người ta còn chưa xong. Rồi bữa làm nhà 2 tầng Tư làm lung linh chứ xuống đây chắc sập luôn á Tư ơi. Vậy là mấy đứa hiểu làm ý anh Tư rồi. Hồi xưa là anh Tư từng đi làm xây dựng. Còn thời gian Tư từng lãnh nhà người ta làm. Trời ơi, biết sao anh Tư nghĩ làm xây dựng lại Tư ơi. Sao? Tại vì anh Tư lãnh nhà người ta phải không? Nhà người ta 4 tầng, anh Tư xây thì sao phải sập hết trơn rồi. Nên người ta đâu cho anh Tư làm nữa đâu đúng không Tư? Chỉ nó quá khứ rồi. Nhưng mà bây giờ anh Tư làm ở đây là hen ở dưới nước, lỡ nước ngã một cái là cũng đâu có sao đúng không? Ủa? Vậy cái đó cho tính đường ngã luôn rồi hả cha? Phải, đó là cái sự cố ngoại muốn thôi. Nhưng mà lúc kinh nghiệm với lần thất bại trước thì ngày hôm nay mình sẽ lại tưởng quá hay các bạn ơi. Nói chung mình sẽ trải nghiệm một ngày nha. Mình làm ở trên bờ thì rất là dễ rồi phải không? Nhưng mà mình làm dưới nước là mình chưa bao giờ trải nghiệm thôi. Thì ngày hôm nay là mấy anh em mình sẽ trải nghiệm một ngày làm căn nhà 4 tầng dưới nước bạn xem. Ok. Được không? Mấy đứa thích video này không? Thích lắm luôn trời. Đó, ở dưới nước thì cảm giác nó sẽ khác ở trên bờ. Ở dưới nước nó sẽ mát mẻ hơn và không khí nó sẽ trong lành hơn. Thì dụng cụ ngày hôm nay rồi mấy anh em mình, các bạn thấy không? Đã cầm rất là nhiều dàn giáo nè, dán các kiểu nè, thấy không? Dài dây. Rồi bây giờ anh em sẽ tiến hành làm thôi đó ơi. Muốn làm sao cha? Anh biết rồi, bò xuống đo địa chất á, coi độ sâu bao nhiêu để làm rồi ơi. Phải không bò? Không phải rồi, tại sao cắt cái gì mà kè vậy, sao sao anh Tư? Thì bây giờ sẵn em té phải không, bây giờ em sẽ lội ra kia em đo cái độ co cao thử bao nhiêu để anh Tư nhắm chừng coi. Ở đây có hụt đầu không đâu? Hụt đầu chưa? Rồi các bạn ơi, thì cái này là cái chiều cao chắc khoảng độ 2 mét cho bạn. Thuyền bo đó là có 1 mét mấy à. Nhưng sao lầm rồi? Sao lầm nhưng mà nó hụt đầu thì thôi cho 2 mét, bạn ra giữa là khoảng hơn 2 mét nha. Ok. Rồi thì bây giờ là mấy đứa biết cách làm không? Dạ không. Ok. 50-50 anh ơi. Theo con là con làm sao bây giờ, ý tưởng của cha đưa ra vậy tụi con biết làm sao không? À, dạ dễ vậy cha, dạ phải không, mình xếp tiền giáo thẳng đi phải không, xong mình đứng dưới mình lên, xong mình thả dưới nó đứng tự đứng này ra. Sai rồi, mấy đứa hiểu làm rồi. Cái dàn giáo này các bạn thấy không, cái chân của nó rất là nhỏ, tuy cái động lượng nó chịu lực lực xuống á nó mạnh thiệt, nhưng mà cái chân nó nhỏ nó dễ lún đất các bạn ơi. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ bắt một cái bộ ngang, rồi chúng ta sẽ chim dưới đáy làm sao mà cái giữ độ cứng khi mà chúng ta lên cao nó không nén xuống được, hiểu chưa? Vẫn chưa hiểu đi, đừng nói chưa hiểu đi. Hiểu rồi. Ok bạn ơi, thì vì sao một hồi cho mình thuyết trình cho mình thì mình cũng đã hiểu nha bạn. Thì bước đầu tiên á, thì mình phải kiếm miếng vải hay gì á bạn, để lót vô cái lỗ ở dưới dàn giáo nè bạn. Tại vì mình không lót thì sình nó vô sẽ hư, mình lấy ra không được đâu nha bạn. Đó, giờ mình kiếm rồi bạn ơi. À đây có miếng vải sẵn luôn rồi bạn ơi, cho mình chuẩn bị chu đáo rồi đó. Ôi áo đâu ta? Ủa anh bạn, ông bạn làm gì vậy? Thì nhét mấy lỗ thôi mày, phụ đâu ai. Ờ bạn, cái áo của xì của em mua đó anh bạn. Áo cu xì của mày hả? Nè bạn nhìn đi. Đâu? Đó. Cu xì vậy hả? Ờ đúng rồi. Trời ơi, đi lỗ mà, chán mình rồi mày ơi. Trời ơi, mày áo cu xì xong rồi. Rồi bạn ơi, thì sau hồi thì mấy anh em mình đã bắt được một bộ dàn giáo nha các bạn. Thì mình đã buộc mấy chân lại nha bạn, để phòng đất nó sẽ vô đây nha. Còn hai chân này là người ta làm hồ các bạn, nó bít hết trơn rồi, nó không có vô đất được. Rồi, thì kế tiếp anh em mình sẽ lên nguyên bộ dàn giáo này, anh em mình sẽ cho xuống nước nha bạn.
Rồi đứa lên đầu cho nó ngã dữ như đứa. Có chừng anh em chạy hờ bắt vô thằng. Có chừng trúng mấy đứa chứ. Rồi hai đứa né đi. Né hai đứa đầu, hai đứa sau ngã xuống đúng rồi. Rồi né qua bên. Chuyện được không? Chuyện chừng trúng nha. Chuyện được thì càng tốt đó. Hai đứa xuống dưới anh tôi phụ tay cho. Bạn dưới đi, bạn ngủ con cao dưới đi. Nắm cái chân nè anh. Rồi xuống dưới dở lên phụ. Rồi dở lên bo. Mấy nay mình sẽ đưa ra ngoài giữa bạn, càng xa càng tốt nha. Chắc mình nghĩ dưới nước nó sẽ ngập nguyên bộ thằng giáo luôn bạn ơi. Tại vì nãy là bo nó đo là cao hơn khoảng 2 mét mấy á. Rồi hai đứa nhảy xuống luôn. Rồi hai đứa nhảy luôn rồi nơi ngoài luôn. Rồi nơi là giữa đi. Nơi quay cái mặt rộng qua bên đây nha bạn hữu. Xây cái mặt rộng về bên đây nè. Đó. Các bạn thấy không? Lần đầu tiên mấy anh em mình làm nhà với đứa bạn thấy không? Khá là cực các bạn. Nhưng mấy anh em sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất nha. Làm nhà với nước thì nó tốn công cực khổ nha bạn, chứ không phải dễ làm đâu. Tại vì nước nó lún nè, với lại nó vừa ngọt nước nữa, cho nên là mấy anh em mình khó xác định vị trí lắm nha. Ôi bà thấy cha mà giống kỹ sư không? Nãy giờ nói anh đạp không, giờ xuống mình đạp không mà. Ủa, kỹ sư là người ta thiết kế bản vẽ, với lại thi công là mấy đứa sẽ tự thi công, Tư là quan trọng nhất bản vẽ thôi, hiểu không? Sâu quá, tao đập chân Tư. Nói giỡn thôi, thì em quay lại đi Tư rồi chỉ cho làm. Đừng có đứng nó lúng nha, quay lại, đừng có đứng dàn giáo nó lúng, sao mà nơ. Vô vô góc, vô góc mặt ngay giữa này nè. Bây giờ mình sẽ bắt cái bộ này lên là mình sẽ biết nó xéo hay là ngay nha các bạn. Rồi cầm chặt nó thôi kia. Nè mấy đứa hạn chế đè lên dàn giáo, anh lúng xuống hồi mình nơi là không nổi, hiểu không? Đừng có đè lên dàn giáo. Nãy cái gì chà bò ghê lắm Tư. Ờ láp với đồng thủy đồng cung ở dưới rồi đó. Rồi thì một chân thứ hai chuẩn bị bắt vô nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái mâm cho tem mình nha, để khi nó đứng lên đó nó sẽ dễ dàng hơn nha các bạn. Rồi bây giờ bác kia ơi, vậy là nó không công bằng rồi đó. Bây giờ cái chân vẫn chưa đều, thấy không? Thấy chỗ này thấp hơn ghê không? Bây giờ nơi ra ngoài nữa là mới đều được, hiểu không? Phan, nhưng mà trước khi nơi nữa bắt một bộ chéo luôn được không? Để đề phòng nó vuột ra. Nè, chéo nè. Khi mình bắt cái chéo vô rồi thì mình sẽ nơi tới nữa nha bạn. Và nó cân bằng mình sẽ chim dán cái dưới đáy nha. Tại vì mình phải cần cái dán dưới đáy nó điểm cái bộ giá nó chịu cái lực xuống đó, nó không có lúng. Rồi các bạn ơi, thì sao nãy giờ là biết mấy tiếng hồ các bạn? 2 tiếng hồ các bạn để dựng một hai cặp bằng giáo. Tại bạn biết sao, ở dưới nước là nó dễ lúng lắm, cho mấy anh em mình không thấy đường chỉnh được. Với lại tem xuống dưới nó uống nước quá trời bạn ơi, nó no nước trơn rồi. Thôi thì bây giờ mình sẽ dễ hơn nha bạn, bây giờ sẽ bắt một bộ mâm lên nữa. Rồi lên trên mình coi chỗ nào nó cao, mình sẽ đứng bên đó nhiều, nó sẽ nghiêng đều hết bạn ơi. Ở giờ dễ chỉnh rồi đó. Bây giờ em cắt mâm lên đi bà kia. Bây giờ muốn cắt mâm dễ thì để mấy em để cái thằng làm tôi đi cho dễ đi thôi. Rồi tụi em làm sao làm miễn dễ đi thôi. Đi vào đi, mình đi. Rồi lên đứng đi. Đạp cho nó vô ngàm đàng hoàng hết kìa, chưa vô ngàm á. Rồi đạp mạnh cho nó vô ngàm đi, em đạp mạnh xuống. Đạp cái chân bung ra. Lấy chân đạp bung ra. Đó, ôi, rồi lại bạn Hữu. Đứng góc đây nè. Góc này cao nó nghiêng về bên đây hả bạn? Rồi qua đây đứng đi. Lên đứng cho nó nghiêng xuống, đỡ độ nặng lên đây, đứng hết đi. Rồi, thì mình đã để được 2 cái mâm lên nha các bạn, quá đã bạn ơi. Không rồi. Hả? Làm này cái báo tôi nghe, làm là bỏ bộ đây tôi chứ lấy không nổi được rồi. Sao kìa? Chứ lấy không nổi đâu. Vậy hả? Lúng nha mày. Sai rồi, em nói sai rồi, khi mà lấy lên thì dễ hơn các bạn. Mình sẽ dùng dây mình thần mình kéo lên dễ hơn, còn dưới đây là dưới nước nó sẽ đầu lúng nha. Rồi, bây giờ mình đứng lên hết ở đây đi, lúng xuống đây nè. Nhúng ở đây xuống. Rồi, vậy đều chứ bay. Trời biết sao vậy chứ nhanh điều không bà. Sao vậy? Giờ mình đi cây, đo từ mặt nước lên, tùy mặt nước bằng phẳng rồi. Đúng rồi, Phát Ke thông minh đó bạn. Khi mà chúng ta đo cái mặt nước này lên giữa bên đây nó đều là nó sẽ đều nha. Nhìn thấy không đều đó. Mà cái mắt thường anh Tư á nhìn là nó chưa đều không, mà phải một tấc nữa nó mới đều. Nên tụi em nhúng càng nhiều càng tốt, nhúng nhiều nữa đi. Lên leo lên leo lên. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bắt cái bộ thứ ba nha các bạn. Nóng. Rồi Phát Ke sẽ bắt bộ thứ ba lên. Nóng à. Thôi, nóng. Thì em né ra đi nơi là ngoài không? Nóng quá Tư. Đúng rồi, tại mình để khi nó hấp thu ngoài nắng nó nóng á. Quá đã bạn ơi, mình cảm thấy là tem mình sẽ lên đây là nó tắm dễ hơn nha các bạn. Trời ơi. Đó. Trời ơi, cảm giác nó lên cao nó đã nè. Em cho một chân tới, con chân kia em nơi qua, đúng rồi. Cái dây cộng sao? Cú bo, Phát Ke nó cộng cho, cộng đó bốn góc căng vô.
Các bạn biết sao không? Khi mà chúng ta lên dàn giáo thì chúng ta phải căng dây nha bạn. Cái dây là nó giữ cái độ mà nó không nghiêng ngã. Chứ không có dây là khi mình lên nó sẽ hiêu nha bạn, nó sẽ ngã nha. Phan, trước khi lên một tầng nữa thì bây giờ em sẽ căng dây đi Ba Ke ơi. Đó, còn dây đi Ba Ke, tháo dây này ra nè, tháo dây này ra nè. Đó các bạn ơi, thì bây giờ trước khi bắt cái bộ thứ tư thì mấy anh em mình sẽ căng dây nha bạn. Khi mà nó im với dàn giáo thì mấy anh em mình sẽ tiếp tục bắt lên nữa nha. Chứ mà không căng dây thì khi lên đó thì có khả năng nó sẽ ngã nha bạn. Thì mấy anh em mình đã bắt được 3 bộ nha bạn. Cái bộ tiếp theo là cái bộ cuối cùng nha bạn. Lên một tầng là mấy anh em mình đã đạt được cái chỉ tiêu đề ra nha. Quá đã rồi. Cái cảm giác vào Ba Ke lên đó nó nhìn xuống nó phê lắm bạn ơi, nó cao dữ lắm đúng Ba Ke. Quá đã bạn ơi. Mình hồi hộp quá. Cảm giác mà mình lên được cái nhà 4 tầng này hơi bị căng nha. Rồi em leo lên chảnh đi. Còn cái góc vừa đó đó. Sao nó vậy? Thôi, bắt dĩ né ra. Rồi em cho vô một bên nha, bên để vô nha Ba Ke. Nặng quá. Không phải đâu này. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ mấy anh em mình đã hoàn thành được 4 tầng đầu nha các bạn. Rồi các bạn tiếp theo mấy anh em mình sẽ lọt một cái máy để che nắng nha các bạn. Đó, mình sẽ đưa mấy tấm dán này lên, mình sẽ lọt cái máy để mình che nắng che mưa. Rồi các bạn ơi, thì sau hồi thì mấy anh em mình đã hoàn thành căn nhà 4 tầng nha các bạn. Tổng cộng ở dưới nước là 2 tầng. Ở trên đây 2 tầng là 4 tầng nha các bạn. Đó, căn này là tầng dưới nước nè, tầng trệt nè, ở tầng lửng nè các bạn, ở đây là tầng thứ 4 nha các bạn. Đó, còn cái tầng thứ 5 nữa mấy anh em mình nó thấy độ cao quá, không dám làm bạn ơi. Quá là cao luôn. Đó, mình review bạn xem nha, đây là dưới cái đáy của cái tầng cuối cùng nha. Rồi bây giờ mình sẽ trải nghiệm lên trên coi cao cỡ nào nha các bạn. Các bạn ơi, thì lên đây các bạn thấy không? Nhìn bao quát cánh đồng của mình các bạn, quá đã luôn nè. Ôi nó đã. Đó bạn thấy không? Đáng lẽ là mình sẽ review cao hơn nữa, thì một hồi khi cuối video mình sẽ lên đây mình review bạn xem nha. Còn bây giờ mình sẽ review cái phần của hotel mình. Cái này là cái chỗ nhà mấy anh em mình ở nha bạn. Thì đây là cái tầng cuối cùng của cái tầng ở của mấy anh em mình nha. Rồi thì ngày nay là mấy anh em mình làm cũng mệt cho nên mấy anh em mình sẽ ăn cái món này nha bạn. Xúc xích với lại là cái này là cá viên chiên. Rồi mấy anh em mình sẽ ăn một bữa đi. Để trải nghiệm cái cảm giác lên đây như thế nào nha. Trời ơi, làm sao nhà trò này chắc về tốn tiền quá anh ta ơi. Tiền gì nữa? Tiền thuốc chứ sao, sáng giờ lặn dưới hen. Giờ sao mũi luôn anh ta ơi. Vậy hả? Bạn Hữu có bệnh không? Không nha, bình thường. Nói chung là mấy anh em mình lặn lội dữ lắm mới làm xong được căn nhà này, bạn thấy không? Để lên được ở trên đây đâu phải dễ đâu, bạn thấy không? Nó cần cái độ lún dữ lắm. Đó, mấy anh em mình chiên các kiểu nè. Ủa, lên đây con lún hồi chắc ngã nhà của cha quá. Vậy nhẹ chứ. Kỹ sư kỹ sư chứ con nghĩ lên đây là ở dưới mặt nước hiểu không, đất dưới nó sình nó yếu gì lắm, mình lên đây mình phải cần giữ cái độ nó im điềm chút. Thì hôm nay anh em mình làm cái trò này khá cực, anh Tư đãi anh em mình ăn là cái chiên rồi là xúc xích nha bạn. Thì giờ mình sẽ chiên cái chiên xúc xích thôi. Giờ mình sẽ chiên xúc xích trước nha bạn. Bỏ hết luôn, từ từ nó cong lại. Nhiều xúc xích gì á? Nói nhiều ba, 10 cây. Ôi bay, tao hỏi thiệt quay sáng giờ mày làm nhà mới nói bụng rồi. Đói dữ lắm á. Ôi, cây nhìn nè, tay giờ rung rung một cặp hết luôn rồi. Ăn cây mới đói vậy đó. Ăn nó hết luôn. Ghê vậy bà. Tụi bay chiên chín cho. Ê mày ơi, cái xúc xích chưa chín hả, anh bằng lại gốc vừa mà ngủ dắt đi là nào chín em kêu dậy. Ok, chín hay á. Nhớ kêu nha. Ê, ngủ giờ anh em mình no rồi, nãy có 4 thằng thì ăn mau heo, giờ cũng 3 thằng okay, ăn okay. Ăn rồi ngon luôn bây giờ. Ủa mà kè không tính là caramel nữa kìa. Trời kè bên khỏi đi, kè bên quay rồi chứ đâu làm gì nặng đâu, đối với bụng nó muốn phát. Rồi bạn ơi, xúc xích giờ nó vàng rồi, hết trơn rồi, giờ sẽ gấp ra. Ngồi trên đây cái giác heo nó chiêu vậy hả, giờ mà kia heo may xanh thì có cây dừa không mà ơi. Ôi anh kè ơi, anh nhìn xúc xích chưa thấy còn đỏ chưa chín mà. Chín rồi con ơi, trời nghề của anh bán xúc xích mà anh biết hay không. Trời ơi bạn ơi, tại vì nó giờ nó thấy sợ sợ chứ nhà mình hồi đó giờ mình bán xúc xích bạn, mình chiên ngon rồi. Bà kè nói chứ, bà kè bốc phét á. Thở bình thôi chứ biết sao giờ. Vì mấy trường hợp mà hổng đại heo đau bụng mình chắc lại anh chiên á anh kè. Trời, ủa anh chiên anh cũng ăn vậy. Sao anh không bị dưới trên sao cũng bị. Thì anh lựa. Lựa. Giờ mình sẽ bỏ cái anh chiên vô nha bạn. Xuống em trai.
Đầu chính dư thôi. Ủa mà kè chừng nãy em anh không kêu anh hai anh kè. Thôi sáng giờ nó cũng phụ làm rồi, kêu đi thôi. Okay. Ôi kè, con gì ngái vậy kè? Trời ơi, con gì đó, con gì bằng ngủ ngái mày ơi. À, ngủ dân hiên luôn rồi. Nè, dậy đi đây ơi. Dậy ăn nè, ăn không? Nè ơi. Không ăn không ăn, mình ăn đi. Thì ok bạn ơi, giờ chín hết, giờ sẽ vớt hai ngay thôi. Bạn, bạn ngái quá. Mình mới cho khỏi ăn được hả? Rồi, giờ sẽ thử thức nha các bạn. Ok. Ủa, bay bạn đâu bay? Tao đây nè. Tại 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 ăn gì vậy? Mấy chứ gì chứ ăn ăn tao nhanh lắm mày ơi. Thôi giờ mời các bạn cục cái ăn chi nha. Ngon quá, mà ngon. Chào mọi bạn, xúc xích nghe. Wow, mọi bạn nha. Ngon, quá ngon rồi. Mình giả bộ ngủ thôi bạn ơi, chứ có ăn là mình tóc biến lên liền à. Nè, mời bạn cây xúc xích nha. Miếng nữa nè. Quá ngon. Rồi, nói chung là sáng giờ đây mình làm cũng đói bụng rồi, giờ mình sẽ mời bạn ăn miếng. Nãy giờ mình chưa ăn xúc xích, giờ mình sẽ cầm cây xúc xích ăn nha. Mời bạn nha. Trời, cảm ơn đây. Rất quá ngon. Đi dài. Ủa khoan ăn ngon, nãy giờ quên người. Quên ai? Camen nè. Trời bà, mình nghĩ Camen chắc cũng đói bụng rồi. Sáng giờ đứa bò chỉ tay năm ngón rồi. Trời, chắc mình mời Camen chắc tức rồi. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Nói chứ cái căn nhà này là mình chỉ đưa ra cái bản thiết kế bản vẽ thôi bạn ơi, chứ thằng làm là cái người làm là thi công là toàn tem rồi nha bạn. Thì nói chung mình không có làm cũng có công nha bạn. Giờ mình sẽ trải nghiệm ăn cái cây xích của pha ke nha bạn. Ủa? Ê, lộn. Cây xích của pha ke chiên các bạn coi nè. Ôi. Ôi. Hài quá chữ bạn ơi. Mà anh Tư cảm thấy em chiên hình như là không được chín không á nha. Được chín rồi chứ ăn hơi chín. Ăn thử coi cảm giác thế nào nha bạn. Cũng chín rồi bạn ơi. Hình như là pha ke nó cũng kinh nghiệm qua trường lớp rồi. Tại nhà pha ke nó cũng chiên này nó bán mà. Quá đã. Ngon không? Tại vì mấy đứa biết sao không? Làm với nước nó bụng nè, với lại mấy anh em mình chưa có ăn gì phải không? Rồi nó cảm giác nó đói bụng lắm, lên đây ăn ngon với lại có cảm giác mà gió thổi các bạn. Nó mát hơn nhà dưới đất nhiều đó. Mà công nhận mát thiệt luôn cha, bữa làm ở nhà hai thằng ở đây cha phải đứng chạy mới mát, còn mình cái này mình ngồi không là mát thì giờ ơi. Ơi bạn, mình muốn mát hơn nữa không bạn? Muốn chứ mày. Giờ biết sao không? Giờ đây cao nè, dưới sông không nước không, đứng này phóng xuống bao phiệt bao im luôn mày ơi. Ok, vậy mình ăn xong mình tắm rồi. Ok. Ủa mấy đứa nghĩ sao ở đây cao dữ lắm, nghe nhảy dưới là nó bị tức bụng á. Rồi không tức bao giờ. Hồi nãy em thử nghiệm rồi rồi. Với cách nhảy nha. Đừng có nhảy cho nó tức bụng nha, các bạn thấy không? Cái độ cao đây dưới khá xa nha bạn. Không phải giỡn đâu. Ok bạn ơi, xong rồi anh em mình đã ăn uống rồi xa nha các bạn. Bây giờ tới tiết mục nhảy xuống ao thôi bạn ơi. Tiết mục trước nha bạn. Vô. Vô đâu. Giờ tới mình đi bạn, mình mới thấy cái vừa ra nhảy cho đã không? Đây, đợi kem. Lâu lâu chứ kìa. Hello. Nhảy minh giáo rồi. Tới đá rồi. Rồi tôi nói nghe vậy. Ôi. Ok, em sẽ nhảy nha bạn. Run down. Chill. Tôi mạnh nha bạn. Nè bạn. Chill. Tôi mạnh luôn nha bạn. Ôi. Ở đã kìa. Trời ơi, con mình luôn rồi. Trai nhảy luôn kìa. Giờ sẽ nhảy nha bạn. Wow. Quá đã. Con mình nha bạn. Nhảy gì ta, kìa nhảy cái gì ta. Con nhảy lại đi. Nước vô hai lòng hướng gõ luôn. Trời ơi, tôi chảy kìa, kiểu con mặn nha các bạn. Dạ. Coi luôn rồi. Các bạn ơi, bây giờ anh em mình sẽ nhảy thử coi nào tạo kiểu đẹp trai nhé nha các bạn. Hello. Đẹp
Bây giờ tụi mình nhảy các bạn. 1, 2, 3. Hello. Tức bằng kia, bằng nhảy. Chơi đã nha, bây giờ tôi sẽ kết thúc video tại đây nha mấy đứa. Rồi bây giờ kết thúc video mình cho chơi tiếp thì chơi vui quá à. Ờ chứ sáng giờ ra chứ không ai thèm để ý như vậy. Đúng rồi, sáng giờ cha kêu làm không ai làm chứ giờ sao mấy đứa đồ chơi hoài vậy? Thì làm xong mới đã vui quá. Thì các bạn ơi, ngày hôm nay mấy anh em mình đã làm một cái căn nhà 4 tầng nha các bạn. Hồi đầu mấy anh em mình tưởng đâu thất bại và có người định bỏ cuộc các bạn. Nói chung mà cũng khá là cực khổ luôn. Nhưng mà mai sau mấy anh em mình dựng được cái dàn giáo lên, mấy anh em mình sẽ tiến hành làm tiếp nữa bạn. Đó thì thường thường người ta nói là có công mài sắt, có ngày thì cũng đi chi mà bạn. Thì qua sự việc mình rút ra được bài học đó là thì chúng ta mọi chuyện khó khăn chúng ta không nên từ bỏ sớm. Khi chúng ta cố gắng sẽ có ngày thành công, đúng không? Đúng rồi. Rồi thì nếu các bạn yêu thích mấy anh em mình làm về sari sinh tồn nè, cắm trại này, xây nhà nè, các bạn hãy cho mình một like, một ký, một chia sẻ để làm động lực với anh em mình nha các bạn. Nói chung anh em mình sẽ cố gắng có thể căn nhà này mình sẽ độ thêm vài tầng nữa được nha các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.